ADB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ giảm nhẹ trong năm nay. Việt Nam còn 6 tỷ phú trong danh sách thế giới. Việt Nam Expo 2023, tăng cường kết nối đầu tư, giao thương cho doanh nghiệp. Gia tăng thu nhập của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Nga. Giới siêu giàu ở Los Angeles, Mỹ bán tháo biệt thự để tránh thuế. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Xuân Sang của truyền hình VOV, người sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố ấn phẩm triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam. Theo đó, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ giảm nhẹ xuống mức 6,5% trong năm 2023 và tăng lên 6,8% trong năm 2024. Theo ADB, tại Việt Nam, đầu tư công sẽ là một động lực then chốt cho việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 và 2024, giúp thúc đẩy ngành xây dựng và các hoạt động kinh tế liên quan khác. Cùng với việc nhanh chóng chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ trong tháng 3, giải ngân đầu tư công được kỳ vọng mang lại tác động đa chiều, tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế. Ngân hàng này tính toán, dự kiến một lượng đáng kể vốn đầu tư công sẽ được giải ngân trong năm 2023. Chính phủ cam kết giải ngân 30 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, trong đó 90% đã được phân bổ cho các bộ, ngành và địa phương để giải ngân từ tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài vẫn bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế toàn cầu. Vốn FDI đăng ký mới giảm 38% và giải ngân giảm 4,9% trong 2 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Thâm hụt tài khoá trong năm 2023 có thể cao hơn chỉ tiêu thâm hụt của năm là 4,4% GDP. Theo báo cáo của ADB, một động lực khác là sự phục hồi của mảng dịch vụ và tiêu dùng nội địa. Lượng khách du lịch Trung Quốc bắt đầu quay trở lại Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho ngành du lịch và dịch vụ ở Việt Nam, với dự báo tăng trưởng của ngành đạt 8% trong năm nay. ADB cũng dự báo các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh hơn trong năm nay, với mức tăng trưởng 4,8% trong năm nay và năm sau, cải thiện so với tốc độ tăng trưởng 4,2% vào năm 2022. Trong 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 49,44 tỷ đô la Mỹ, tuy giảm so với cùng kỳ năm trước, thế nhưng cũng thể hiện được sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp và cộng đồng các doanh nghiệp. Và Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam, hay còn gọi là Việt Nam Expo 2023, khai mạc sáng nay tại Hà Nội, được kỳ vọng sẽ là cầu nối giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, đồng thời thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Là một trong những khách mời đặc biệt tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam, Việt Nam Expo 2023. Bên cạnh giúp khách tham quan cảm nhận những món ăn tiêu chuẩn châu Âu, doanh nghiệp này cũng đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn cung thực phẩm chất lượng tại Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Ba Lan. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam vì đây là thị trường rất tiềm năng cho nguồn thực phẩm chất lượng của Ba Lan. Ngoài ra đây cũng là cơ hội tốt để chúng tôi quảng bá nền ẩm thực phong phú đa dạng của đất nước chúng tôi tới người dân Việt Nam. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Việt Nam Expo 2023 cũng kỳ vọng sẽ tìm kiếm được cơ hội giao thương, hợp tác, đẩy mạnh xuất nhập khẩu những mặt hàng độc đáo và mang dấu ấn rất riêng của Việt Nam tới bạn bè quốc tế như trầm hương hay các sản phẩm ô cốp đặc trưng vùng miền. Đến với cái hội chợ Expo Việt Nam 2023, chúng tôi cũng mong muốn là sẽ tìm kiếm những cái cơ hội để có thể xuất khẩu cái mặt hàng trầm hương ra thế giới. Hiện tại thì trầm hương là một trong những cái sản phẩm mà rất ít nước trên thế giới có. Việt Nam ưu ái là được có một cái sản lượng trầm hương và có một cái chất lượng được đánh giá là nhất thế giới. Tại hội chợ năm nay, khu trưng bày xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Invest in Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn hướng tới mục tiêu kết nối, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp trọng điểm, gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương đến từ các tỉnh, thành phố, khu công nghiệp như Bắc Ninh, Bình Dương, Kiên Giang, An Giang, khu công nghiệp Amber. Tư cách là lần đầu tiên tham dự hội chợ Expo 2023, thì Amber Holdings với mong muốn là sẽ được học hỏi cũng như là lắng nghe các ý kiến của chuyên gia qua các buổi hội thảo và tìm kiếm những cơ hội giao lưu trực tiếp với lại các doanh nghiệp để thu hút đầu tư FDI và tìm ra những cái hướng đi đúng hơn cho doanh nghiệp của mình, đáp ứng được những nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường quốc tế. Việt Nam Expo 2023 thu hút khoảng 500 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 5 đến 8 tháng 4.
dự kiến đón tiếp trên 20.000 lượt khách đến tham quan, giao dịch và làm việc tại hội chợ. Thưa quý vị, năm 2022, Việt Nam tăng trưởng GDP ở mức 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng và đạt được kết quả rất tích cực, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo. Kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, đạt 730,28 tỷ đô la Mỹ. Để gặt hái được thành công trong năm 2023, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với thách thức gì? Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình VOV với ông Trần Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước. Thưa quý vị, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 32 thu hút hơn 500 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội rất tốt để doanh nghiệp Việt Nam có thể quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại đầu tư và từ đó là thu hút nguồn vốn nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên thì cơ hội bao giờ cũng đi kèm với thách thức và chúng ta sẽ cùng làm rõ điều này với ông Trần Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước. Rất cảm ơn ông Duy đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ạ. Thưa ông đánh giá thế nào về những cơ hội và những tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam khi tham dự Việt Nam Expo 2023? Việt Nam Expo năm 2023 quả thật là một cơ hội lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể tìm kiếm được những đối tác, những bạn hàng để mở rộng cơ hội kết nối giao thương, phát triển thị trường trong nước và kể cả ngoài nước. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng hội chợ lần này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, sẽ tăng cường thêm những mối liên hệ để có thể giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển ngày càng vươn xa hơn trong tương lai. Dạ vâng, cơ hội thì luôn đi kèm với những thách thức và để đạt được với những hiệu quả mà chúng ta mong muốn như là xuất nhập khẩu hay là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần phải làm gì nữa? Đối với lại mỗi thị trường thì sẽ có những yêu cầu khác nhau về những chuẩn của hàng hóa và tham gia chương trình ngày hôm nay là tiền đề, là cơ hội cho các doanh nghiệp tự điều chỉnh lấy mình để có thể làm sao đó đáp ứng được những yêu cầu của các thị trường mà mình mong muốn xuất khẩu qua. Và điều đặc biệt đó là khi mà doanh nghiệp đã hiểu ra được câu chuyện xuất khẩu, nhập khẩu là cơ hội được tạo ra trong hội chợ lần này thì doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nắm bắt và tìm kiếm các đối tác để có thể gắn kết và hợp tác trong tương lai. Thưa ông, ở phần đầu ông cũng nhắc đến cái việc là chúng ta sẽ cần phải phát triển các sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Vậy thì đối với tỉnh Bình Phước, một tỉnh rất mạnh về hạt điều, thì chúng ta đã có những bước phát triển sản phẩm này trên nền tảng số như thế nào ạ? Để có thể dễ dàng giúp cho doanh nghiệp định vị thương hiệu và sản phẩm thì chúng tôi sẽ giúp để số hóa các dữ liệu và đặc biệt trong năm nay thì kế hoạch của trung tâm chúng tôi sẽ phối hợp với lại một số cơ quan đơn vị tổ chức để có thể hình thành bản đồ số OCOP và sẽ số hóa dữ liệu có liên quan đến hình ảnh và thương hiệu của các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Bình Phước. Qua đó có thể giúp cho doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với những thị trường trong và ngoài nước và sẽ giúp cho doanh nghiệp cùng với lại chính phủ và người dân chuyển đổi số một cách tích cực, bước vào kỷ nguyên số một cách vững chãi hơn. Một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Bộ Tài chính nhấn mạnh việc gia hạn thuế sẽ là biện pháp kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn thông qua giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền. Dù gia hạn thuế nhưng vẫn cơ bản đảm bảo được cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và địa phương so với dự toán Quốc hội đã thông qua và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định. Về đối tượng, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đối với các đối tượng quy định tại Điều 3, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, nhưng loại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023. Gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý 2 năm 2023. Gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023 và gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023. Phương án này đã có sự thay đổi so với dự thảo trước đó bởi đã quá thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 2 năm 2023. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023.
thời hạn gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Về tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời hạn gia hạn là 6 tháng, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2023 của Forbes, Việt Nam có 6 đại diện. So với năm ngoái thì đều là những gương mặt quen thuộc, bao gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Nova Group không xuất hiện trong danh sách lần này của Forbes. Năm nay, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 4,3 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn con số 6,2 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Đây là lần thứ 11 ông Vượng góp mặt vào danh sách này. CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục có tên trong danh sách với tài sản 2,2 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ hạng 1.368. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 1,8 tỷ đô la Mỹ. Xếp sau là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, tương đương thứ hạng với ông Trần Bá Dương và gia đình, cùng có khối tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với tài sản 1,3 tỷ đô la Mỹ xuất hiện trong danh sách năm thứ 3 liên tiếp. Các tỷ phú Việt đều có tài sản suy giảm so với năm ngoái, tổng cộng sở hữu 12,6 tỷ đô la Mỹ. Trong khi theo công bố của Forbes năm 2022, tổng cộng các tỷ phú Việt Nam sở hữu 21,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương mất 8,6 tỷ đô la Mỹ sau một năm. Cũng theo Forbes, người giàu nhất hành tinh hiện là chủ tịch kiêm CEO Bernard Arnault, LVMH với tài sản 211 tỷ đô la Mỹ. Theo sau là ông chủ Tesla Elon Musk 180 tỷ đô la Mỹ, ông chủ Amazon Jeff Bezos 114 tỷ đô la Mỹ và chủ tịch hãng phần mềm Oracle Larry Ellison 107 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù dịch COVID-19 được khống chế, thế nhưng hàng loạt cửa hàng tọa lạc trên những con phố vàng ở thủ đô vẫn ở trong tình trạng ế ẩm, khách thuê thưa thớt hoặc kinh doanh một thời gian rồi lại trả lại mặt bằng. Thời buôn bán hái ra tiền của các căn nhà mặt phố dường như sắp hết. Phố Hàng Bông thuộc địa bàn phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Một trong những tuyến phố kinh doanh, buôn bán sầm uất bậc nhất thủ đô. Căn nhà này nằm ngay đầu phố, sát cạnh ngã tư. Những năm trước đây, người ta sẵn sàng thuê với giá lên đến cả 100 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, vài tháng nay căn nhà này đóng cửa im ỉm, bậc thềm bị chiếm dụng làm quán bán nước chè. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bông, mặt bằng các căn nhà mặt phố trên địa bàn phường giảm nhiều so với trước thời điểm dịch COVID-19 diễn ra. Từ năm ngoái năm nay thì cái số lượng các cái hộ kinh doanh mặt phố là nghỉ và đóng cửa cũng rất là nhiều. Tỷ lệ thì cũng tầm khoảng 5-10% là cái hộ kinh doanh là thay đổi chủ và thay đổi cái loại hình kinh doanh. Cũng theo người đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bông, các trường hợp trả lại mặt bằng kinh doanh chủ yếu thuộc ngành hàng thời trang mỹ phẩm. Thực trạng thì là nhiều hộ kinh doanh là rất khó khăn do cái lượng khách là ít và cái sức mua kém, cho nên là người ta cũng trả cửa hàng và người ta cắt hợp đồng và người ta cũng nghỉ kinh doanh luôn. Phố đây thì chủ yếu là quần áo và mỹ phẩm và giày dép, túi sách nữa. Đấy, mỹ phẩm nữa. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì người ta cũng kinh doanh thì cũng không trụ được. Cũng có nhiều cửa hàng thay đổi chủ nhưng mà cũng chỉ một thời gian ngắn rồi lại cửa trả cửa hàng. Theo người chủ cửa hàng kinh doanh lâu năm, cũng là chủ nhà ở đây, thì những năm trước đây, phần diện tích 50m² nhưng nhà chị cho thuê một tháng từ 50 đến 80 triệu đồng. Nhưng ở thời điểm này, rất ít khách thuê vì tình hình kinh doanh ế ẩm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều tuyến phố trung tâm thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, như căn nhà này chẳng hạn. Nói chung là nó là tình hình chung rồi, nó là mặt bằng ế ẩm, người ta thuê người ta cũng không bán được. Thế cho nên là người ta lại giả cửa hàng thôi. Chả đấy là việc đương nhiên, người ta không bán được người ta phải giả thôi, mà ế ẩm chung luôn mà tất cả các cửa hàng. Kinh doanh khó khăn do sức mua ở hầu hết ngành hàng đều đang ở mức thấp,
nhất là khi du lịch chưa phục hồi. Trong khi chi phí thuê mặt bằng ở các khu vực trung tâm thành phố khá đắt đỏ, khiến doanh thu không đủ bù tiền thuê là nguyên nhân chính khiến mặt bằng kinh doanh trên phố vàng Hà Nội ế ẩm. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, 2 tháng đầu năm nay, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ bằng 77,7% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay. Ngoài ra, theo chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho thuê của Sunview Việt Nam, các cửa hàng mặt phố trung tâm chủ yếu phục vụ nhu cầu của khách nước ngoài nên gặp nhiều khó khăn do thị trường du lịch chưa hồi phục trở lại. Từ cái đợt mà ảnh hưởng của dịch bệnh COVID thì thị trường bán lẻ và đặc biệt là ở trong cái khu vực phố cổ của Hà Nội nó chưa đạt được những cái hoạt động kinh doanh tấp nập như trước thời COVID, khi mà cái ngành dịch vụ mà du lịch nó còn phát triển tương đối là tốt. Khi các bạn đi qua những cái khu trung tâm của phố cổ đó, chúng ta cũng nhìn thấy những cái sự phát triển nó rất là mờ nhạt so với những thời điểm trước năm 2020, tức là thời điểm 2019. Cũng phải kể đến nguyên nhân liên quan đến sự thay đổi thói quen của người Việt từ sau dịch COVID-19. Thay vì mua sắm tại các cửa hàng ở trung tâm, các hộ gia đình lựa chọn các trung tâm thương mại với đầy đủ tiện ích cho cha mẹ, con cái hoặc lên mạng mua sắm khi mà các loại hình kinh doanh online nở rộ. Khu trung tâm bán lẻ bởi vì nó sẽ có một cái yếu tố là thuận tiện hơn này. Xong rồi nó lại có những cái khu vực tập trung mà có thể ngoài cái việc mua sắm đó thì có thể trải nghiệm một việc ăn uống hoặc là vui chơi, và nó có thể là một cái giải pháp cho toàn bộ một cái gia đình chứ không chỉ là một cái người nào đó đi mua sắm. Theo thống kê, tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội trong quý 4 năm 2022 đạt mức 1,7 triệu mét vuông, duy trì ổn định theo quý và tăng 4% theo năm. Trong đó, năm 2022, diện tích thuê mới đã đạt 63.200 m2, tăng 364% theo năm. Năm 2023, dự báo thị trường có thêm 212.400 m2 nguồn cung mới tới từ 15 dự án. Tuy nhiên, do các nhãn hàng phải tính toán đến nhiều yếu tố, đơn giản như không gian đỗ xe, nhiều khả năng mặt bằng phố vàng còn ế ẩm, nhất là khi thói quen mua sắm của người dân dần dần thay đổi theo xu hướng đa dạng về mặt tiện ích. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tuân thủ các quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, yêu cầu tăng cường kiểm soát công tác bán vé của hãng, đảm bảo triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai, không được vượt giá trần quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BG-TVT ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Liên quan thông tin trên mạng xã hội về việc gần 8.000 công ty ở Bình Dương đăng ký ngưng hoạt động chờ ngày giải thể, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương khẳng định con số trên là không chính xác. Tính đến cuối tháng 3 năm 2023, Bình Dương có 19.654 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 293 đơn vị so với cuối năm 2022. Trong quý 1, có hơn 36.000 lao động tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương, lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 18.000 người, không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều ngân hàng vừa đồng loạt gửi cảnh báo đến khách hàng về việc xuất hiện trở lại tình trạng tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu ngân hàng đi kèm đường link giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Các đường link bất thường như trên sẽ dẫn đến một trang web giả mạo giao diện đăng nhập của ứng dụng của ngân hàng, yêu cầu khách hàng nhập tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng cùng mã xác thực một lần OTP, từ đó thu thập thông tin dịch vụ của khách hàng nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân vừa công bố thông qua tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2023 với việc xoay trục sang mảng sở trường là nhà ở xã hội. Năm nay, công ty Hoàng Quân dự kiến đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng, lãi sau thuế 140 tỷ, tăng lần lượt 5-7% so với năm trước, năm đấm chủ lực là nhà ở xã hội. Theo VinFast, chính sách mua bán ô tô điện đã qua sử dụng và cam kết giá trị hoàn lại của xe sau 5 năm đầu giúp người dùng an tâm lựa chọn sử dụng ô tô của hãng. Cụ thể, mức giá bán và thu mua xe đã qua sử dụng của VinFast dựa trên năm sản xuất xe và sẽ được định giá bán, thu mua tương ứng từng năm. VinFast đưa ra hai phương án. Thứ nhất, VinFast hoặc bên thứ ba do VinFast hỗ trợ thu xếp sẽ mua theo giá đã trừ tỷ lệ khấu hao. Mỗi mẫu xe có tỷ lệ khấu hao khác nhau. Thứ hai, VinFast sẽ bù phần chênh cho khách hàng nếu giá bán lại thực tế thấp hơn mức giá được hãng quy định.
hệ thống chính sách này chỉ áp dụng cho khách hàng tiên phong mua xe trong năm 2022, 2023 và 2024. Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 5 tháng 4 chịu tác động của áp lực bán gia tăng vào khoảng thời gian cuối phiên sáng. Tuy nhiên, độ rộng tổng thể của VN Index vẫn trong trạng thái tích cực với nhiều cổ phiếu tiếp tục thu hút được dòng tiền đủ mạnh để ngược dòng thị trường. Kết phiên, VN Index có 250 mã tăng và 128 mã giảm. Chỉ số VN Index tăng 2,41 điểm, tương đương 0,22% lên 1.080,86 điểm. Hiện tượng giằng co diễn ra ở hầu hết khoảng thời gian trong ngày, với ngân hàng là bên chịu áp lực giảm điểm rõ ràng nhất. STB và VBB đều giảm lần lượt là 2,42% và 0,93%. Ở chiều hướng ngược lại, bất động sản bất ngờ là bên ngược dòng mạnh mẽ trong ngày, với nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ như HPX, VHG. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, HSG đều có mức tăng tốt lần lượt là 1,9% và 1,52%. Khối ngoại ngày hôm nay đã có được sự vận động đảo chiều khi tập trung mua dòng hơn 225 tỷ đồng, tập trung vào các mã HPG, VHM, CTG. Khoảng thời gian mua dòng diễn ra vào cuối phiên chiều đã đem đến hy vọng về nguồn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đang dần quay trở lại thị trường. Dù chịu áp lực chốt lời gia tăng mạnh trong phiên sáng, nhưng dòng tiền vẫn tiếp tục ở lại bên trong thị trường và đây là một tín hiệu tốt đối với tâm lý các nhà đầu tư. Chuyển sang các tin tức thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng giá cả đang tăng lên, thế nhưng tiền lương lại không tăng nhiều và khẳng định tăng thu nhập thực tế và cải thiện phúc lợi cho người dân là ưu tiên hàng đầu của nhà nước. Ngày 4 tháng 4, trong cuộc trò chuyện với công nhân của nhà máy Tulazedomas, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tăng thu nhập thực tế và cải thiện phúc lợi cho người dân là ưu tiên hàng đầu của nhà nước. Tổng thống Putin nói giá cả đang tăng lên, nhưng tiền lương lại không tăng nhiều. Vấn đề quan trọng thực tế nhất đối với cả nước, đối với bất kỳ người dân lao động nào là mức độ hạnh phúc, mức thu nhập của người đó. Tổng thống Nga nhấn mạnh giải quyết vấn đề này mang tính then chốt đối với nhà nước. Nhiệm vụ ưu tiên số một là đảm bảo thu nhập của các hộ gia đình Nga đáp ứng các yêu cầu hiện đại và tương xứng. Trước đó hồi cuối tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cũng chỉ ra tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và tiền lương thực tế cao hơn là bằng chứng cho thấy nền kinh tế của Nga đang phục hồi, bất chấp nhu cầu tiêu dùng và sản lượng công nghiệp giảm xuống trong tháng 2. Theo hãng tin Reuters, nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nga đã kiên cường một cách bất ngờ khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn của phương Tây vào năm ngoái. Dữ liệu từ dịch vụ thống kê liên bang Rostat cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Nga giảm xuống 3,5% vào tháng 2 và là mức thấp kỷ lục, trong khi tiền lương thực tế được điều chỉnh theo lạm phát tăng 0,6% trong tháng 1. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng tình trạng hỗn loạn ngân hàng gần đây ở Mỹ và châu Âu có thể lan sang các tổ chức phi ngân hàng quan trọng như là quỹ hưu trí, làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát cao của các ngân hàng trung ương. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, các nhà kinh tế của IMF cho rằng rủi ro ngành ngân hàng có thể gia tăng trong những tháng tới trong bối cảnh chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt trên toàn cầu và lan sang khu vực phi ngân hàng, hiện nắm giữ gần một nửa tổng tài sản tài chính toàn cầu. Bài viết được đăng kèm một chương trong báo cáo 6 tháng một lần của IMF về tình hình tài chính toàn cầu. Theo các chuyên gia, các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã đi đúng hướng khi cố gắng giải quyết tình trạng lạm phát cao bằng cách tăng lãi suất mà không làm tăng thêm tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng do sự sụp đổ nghiêm trọng của ngân hàng Silicon Valley, SVB. Trong khi đó, các trung gian tài chính phi ngân hàng NBFI như quỹ hưu trí và quỹ đầu tư đã phát triển đáng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khi các cơ quan quản lý chuyển sang siết chặt các quy định đối với ngân hàng. IMF cho rằng, do có mối liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng truyền thống, NBFI có thể trở thành một kênh làm gia tăng gấp bội căng thẳng tài chính. Các chuyên gia đánh giá các ngân hàng trung ương cũng có thể đóng vai trò, tập trung vào hỗ trợ tạm thời và có mục tiêu cho các NBFI tiềm ẩn rủi ro cho sự ổn định tài chính và cho những thể chế được coi là quan trọng về mặt hệ thống. Giới siêu giàu tại Los Angeles, bang California, Mỹ đã phải tìm mọi cách để nhanh chóng bán các căn biệt thự giá trị hàng triệu đô la Mỹ của mình để tránh một loại thuế mới đối với loại tài sản này, đó là thuế biệt thự. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, thuế biệt thự áp dụng riêng với thành phố Los Angeles quy định. Đối với các căn biệt thự có giá từ 5 triệu đô la Mỹ trở lên, khi được bán cho chủ mới, sẽ bị đánh thuế 4%. Còn đối với những căn biệt thự trên 10 đô la Mỹ, mức thuế này sẽ lên tới 5,5%. Dự luật được đưa ra nhằm mục đích hỗ trợ cho các chương trình xây dựng nhà ở giá rẻ, đồng thời giúp giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư đang diễn ra trong thành phố.
Ông Jason Oppenheim, một ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế về bất động sản nổi tiếng trên Netflix, Selling Sunset, Môi giới hoàng hôn, đồng thời là nhà sáng lập và là chủ tịch tập đoàn Oppenheim cho biết, ông không ủng hộ loại thuế mới này mà theo ông là không tốt cho ngành bất động sản. Theo ông Jason Oppenheim, làn sóng bán tháo chạy thuế trước ngày 1 tháng 4 đã làm cho doanh số bất động sản giảm. Chỉ vài ngày nữa thôi, doanh số bán biệt thự thậm chí còn giảm đáng kể hơn nữa. Thuế này có hiệu lực khi mà doanh số bán nhà trên thị trường vốn đã giảm rồi. Thị trường đang rất khó khăn vì lạm phát và lãi suất cao. Thực sự, nó ra đời đúng vào thời điểm tồi tệ nhất, và thực sự, nó đang tác động tiêu cực tới cộng đồng. Cũng theo ông Oppenheim, áp mức 5 triệu đô la để xác định đó là một căn biệt thự ở Los Angeles là không hợp lý, bởi đây là thành phố mà nhà cửa đắt đỏ nhất nước Mỹ. Nó được gọi là thuế biệt thự, nhưng thực tế thì không phải, vì nó ảnh hưởng tới tài sản thương mại nhiều hơn là tài sản dân cư. Và nó ảnh hưởng đến bất kỳ tài sản thương mại nào hay tài sản dân cư nào, chứ không phải chỉ là biệt thự ở Los Angeles. Ông cũng cho biết thêm, tình trạng vô gia cư và tội phạm vẫn diễn ra trong thành phố. Cộng thêm mức thuế biệt thự cao khiến cho giới thượng lưu không còn muốn ở lại Los Angeles nữa. Thật không may, tình trạng vô gia cư và tội phạm đã đẩy rất nhiều người giàu ra khỏi Los Angeles. Đó là một vài lý do, nhưng có lẽ nghiêm trọng hơn là vì thuế cao hơn. Bạn đang chứng kiến những người giàu rời Los Angeles và California ồ ạt, điều mà chưa từng thấy trước đây. Cũng xuất hiện trong một chương trình nổi tiếng khác về bất động sản trên Netflix, ông Billy Rose, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch công ty bất động sản The Agency, cho biết. Một số người thuộc giới siêu giàu ở Los Angeles thậm chí còn đưa ra mức hoa hồng lên tới 1 triệu đô la Mỹ hoặc là những chiếc siêu xe để bán hết tài sản càng sớm càng tốt. Sau khi được cử tri Los Angeles thông qua vào tháng 11 năm ngoái với tỷ lệ ủng hộ đạt 58%, dự luật thuế biệt thự đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Tại Hàn Quốc, tận dụng việc giá vàng đang tăng cao, nhiều người đã bán đồ trang sức bằng vàng để có tiền trang trải cho phí sinh hoạt đang tăng. Theo Sản Giao dịch Vàng Hàn Quốc, ngày 20 tháng 3, giá vàng ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục 280 đô la Mỹ cho một lượng vàng 3,75 gram. Một chủ tiệm vàng cho biết, lượng khách đến bán các sản phẩm vàng tăng gấp 2 lần so với trước và cửa hàng bận rộn hơn nhiều so với các mùa cao điểm đầu và cuối năm. Nhìn chung, khi giá vàng tăng, sẽ có nhiều người cả mua và bán, nhưng những ngày này chủ yếu lại chỉ có người bán. Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu bán vàng được giá hơn là tích vàng ở nhà. Thay vì giữ vàng như một cách tích lũy tài sản, hiện nhiều người đang bán các sản phẩm vàng để trang trải cuộc sống. Việc người dân đổ xô đi bán vàng là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc đang trì trệ. Dữ liệu được công bố cuối tháng 2 cho thấy Hàn Quốc có thể đối mặt với suy thoái kinh tế, với xuất khẩu và doanh số bán lẻ nội địa liên tục yếu và đã giảm 0,4% trong quý trước.